cây số bố mày chỉ cần ngửi thì cũng biết là rượu nhà nào cất. Mày lấy nước mày lừa bố mày à? Bố! Tôi đã cảnh cáo cậu bao nhiêu lần rồi, cậu mà cứ gây rối trật tự, ảnh hưởng đến việc xét nông thôn mới của xã, tôi sẽ gô cổ cậu vào đấy. Tôi không có đùa đâu. Rõ này. Hết. Đi vào. Chào cháu. Chú là Nam, chú là công an mới về đây. Cháu tên là gì? Cháu tên là Tình ạ. Cháu ngồi xuống đây chú bà. Ngoan, không khóc nữa nhá. Tên của cháu đẹp đấy. Cháu có thể cho chú kết bạn với cháu được không?